bản tin trưa ngày 22 tháng 10. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị buổi trưa an lành và cùng theo dõi tin tức từ Khỏe Tự Nhiên. Bản tin trưa nay ngày 22 tháng 10 gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tin Việt Nam, Đắk Lắk bất ngờ ghi nhận 66 ca nhiễm tại một buôn, người tiêm đủ vaccine về vẫn cách ly 14 ngày. Kon Tum có F0 là học sinh và nhân viên y tế, đồng thời ra văn bản hỏa tốc ứng phó dịch bệnh. Hà Nam thêm nhiều ca nhiễm sau cách ly tập trung, Nam Định siết chặt phòng dịch ở xã Yên Hồng. Nghệ An họp khẩn vì chùm ca bệnh mới chưa phát hiện nguồn lây. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hết giãn cách, bệnh nhân đi khám, lấy ra hơn 100 khối u trong bụng. Giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất Vũng Tàu bị bắt. Tình thế giới, Nga phát hiện thêm ca mắc biến chủng nguy hiểm hơn Delta. EU khởi động thỏa thuận đầu tư với Đài Loan, Trung Quốc tức giận. Ứng dụng độc tin Yahoo News biến mất khỏi Trung Quốc. Hàn Quốc hướng tới kỷ nguyên vũ trụ, bất chấp sự cố trong vụ thử tên lửa đầu tiên. Và sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua ngày 21 tháng 10, Bộ Y tế xác nhận thêm 3.636 ca nhiễm và 71 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên hơn 877.500 ca. Số người tử vong đã là 21.487 người. Hiện tại, các tỉnh thành trên cả nước vẫn ghi nhận những ca nhiễm và cụm dịch rải rác, đặc biệt là các ca nhiễm là học sinh và giáo viên. Khiến cho các bậc phụ huynh lo lắng, ngành giáo dục, chính quyền các địa phương cũng cân nhắc hình thức học cho các em học sinh. Đến nay, hầu hết các trường học chọn cách đóng cửa, chuyển sang học online khi có điều kiện nếu phát hiện ca nhiễm. Và sau đây là cập nhật tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh thành. Đắk Lắk bất ngờ ghi nhận 66 ca nhiễm tại một buôn, người tiêm 2 mũi vaccine về vẫn phải cách ly 14 ngày. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 21 tháng 10 có thêm 92 ca nhiễm. Đây là số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay của tỉnh này. Đáng chú ý là huyện Krông Búc đã ghi nhận tới 67 trường hợp dương tính trong một xã. Cụ thể, 5 bệnh nhân, 22 tuổi, trú tại Buôn Cô, xã Cư Né, đến bệnh viện test nhanh để đi Đắk Nông thì phát hiện dương tính. Xét nghiệm người dân xung quanh nơi ở của anh này thì không phát hiện ca nhiễm nào. Tuy nhiên, quá trình truy vết cho thấy, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, anh này đưa cha sang buôn Ea Nho để xoa bóp. Do đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong buôn này thì phát hiện thêm tổng cộng có 66 ca nhiễm. Buôn này đã từng phong tỏa vào tháng 9. Bác sĩ Trần Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, rất có thể nguồn bệnh xuất phát từ người mắc COVID-19 tái dương tính tại buôn này. Như vậy, tính đến chiều ngày 21 tháng 10, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 2.756 ca nhiễm, trong đó có 22 người tử vong. Trước diễn biến bất ngờ của dịch bệnh, tỉnh Đắk Lắk vẫn khắt khe trong việc kiểm soát người vào tỉnh. Theo phản ánh của người dân về từ vùng cấp độ 2, đã tiêm 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính có hiệu lực 72 giờ. Tuy nhiên, người này vẫn bị cách ly y tế tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Một số người cùng về từ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mỗi địa phương của tỉnh này lại có số ngày cách ly khác nhau. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ông Nai Phila cho biết, tính từ ngày 2 tháng 10, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 198 F0 về từ các tỉnh phía Nam. Nhiều trường hợp trong số này đã tiêm 2 mũi và test âm tính trước khi về. Do đó, tỉnh sẽ thực hiện khắt khe hơn việc xét nghiệm. Ông nói thêm, đối với người từ vùng 1 và 2 về thì từng xã, huyện linh hoạt theo tình hình địa phương, còn tỉnh chỉ khuyến cáo theo dõi sức khỏe tại nhà chứ không bắt buộc. Và tiếp theo là thông tin, Kon Tum có F0 là học sinh và nhân viên y tế, đồng thời ra văn bản hỏa tốc ứng phó dịch bệnh. Vào ngày 21 tháng 10, tại tỉnh Kon Tum đã xác nhận có 8 ca F0 cộng đồng, gồm có 5 người trong một gia đình và 3 cán bộ nhân viên y tế. Trong gia đình có 5 F0 ở thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, thì có một học sinh lớp 12C2, trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn ở thị trấn Đắc Hà. Hiện xác định được có 40 học sinh trong lớp và 11 giáo viên có tiếp xúc gần với học sinh này. Bắt đầu từ chiều ngày 21 tháng 10, học sinh toàn trường chuyển sang học trực tuyến. Huyện Đắc Hà quyết định thiết lập vùng cách ly y tế cụm dân cư nhóm 3, 4, thôn 5, xã Hà Mòn với 56 hộ và 210 nhân khẩu. Trong đó, phong tỏa chặt 33 hộ với 103 nhân khẩu, từ đường đi vào đập Cà Sâm, ven chân điểm cao 601, đến giáp Nghĩa Trang Nhân Dân. Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày, kể từ 17 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2021.
Ngoài ra, có 3 cán bộ nhân viên y tế làm việc ở Trung tâm Y tế huyện Tumorong nhiễm COVID-19, chưa xác định được nguồn lây và đều đã tiêm 2 mũi vaccine. Như vậy, tỉnh này hiện có 4 huyện, thành phố có ca bệnh trong cộng đồng, gồm có Đắc Hà, Tumorong, Đắc Tô và thành phố Kon Tum đang được khoanh vùng dịch tễ rộng để xét nghiệm tiêm F0. Hà Nam phát hiện nhiều ca nhiễm sau khi hết cách ly tập trung. Ngày 21 tháng 10, CDC tỉnh Hà Nam công bố thêm 11 ca nhiễm, trong đó nhiều bệnh nhân được phát hiện tại nhà sau khi đã hết thời gian cách ly tập trung. Những ngày trước đó cũng phát hiện các trường hợp tương tự. Tính từ ngày 19 tháng 9, Hà Nam có tổng số 810 ca nhiễm, với hơn 300 ca được phát hiện tại khu phong tỏa và tại nhà. Hiện toàn tỉnh đang cách ly 2.610 F1. Còn tại Nam Định, ngày 21 tháng 10, Sở Y tế tỉnh thông báo thêm 12 ca nhiễm, trong đó có 10 ca tại cụm dịch ở huyện Ý Yên vẫn chưa tìm được nguồn lây. Trong ngày, tỉnh này cũng đã có công văn khẩn gửi chính quyền huyện Ý Yên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Trước đó, tỉnh này đã quyết định phong tỏa toàn bộ xã Yên Hồng, huyện Ý Yên với hơn 6.360 nhân khẩu từ 12 giờ ngày 20 tháng 10. Tính đến trưa ngày 21 tháng 10, cụm dịch tại huyện Ý Yên có 34 ca nhiễm, xã Yên Phong và thị trấn Lâm thuộc cấp độ 2, nguy cơ trung bình. Xã Yên Hồng, tâm dịch của huyện Ý Yên thuộc cấp độ 4 là vùng nguy cơ rất cao. Nghệ An họp khẩn vì chùm ca bệnh mới chưa phát hiện nguồn lây. Ngày 21 tháng 10, Nghệ An đã xác nhận 32 ca nhiễm, trong đó có 3 ca nhiễm cùng nhà tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc chưa tìm được nguồn lây. Đánh giá mức độ dịch có thể lan rộng, Giám đốc Sở Y tế của tỉnh đã họp khẩn với lãnh đạo huyện Nghi Lộc để có phương án phòng dịch. Hiện, huyện này đã tìm được hơn 200 F1, khoanh vùng lấy mẫu, cách ly toàn bộ Ủy ban Nhân dân xã Nghi Thạch và xóm 1 xã Nghi Thạch trong vòng 14 ngày. Thưa quý vị, sau một thời gian dài giãn cách, ở đâu chúng ta cũng nghe chuyện về COVID-19, nay bao nhiêu ca nhiễm, bao nhiêu người tử vong. Tuy nhiên, COVID-19 cũng là một căn bệnh trong rất nhiều những căn bệnh khác. Nhiều người có các triệu chứng bệnh khác cũng lo lắng vì phải chờ đợi nới lỏng giãn cách và đi lại thuận tiện hơn mới có thể đi thăm khám bệnh tình. Một trường hợp vừa được phẫu thuật tại Sài Gòn là một ví dụ. Báo Vietnamnet đưa tin, nữ bệnh nhân 50 tuổi, quê ở Tiền Giang, gần một năm qua, bụng càng ngày càng to ra và nặng nề, kèm cơn đau tức sau khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, bà mới lên thăm khám. Khi đó, bụng đã căng lớn như người đang mang thai và bị đau đớn nhiều. Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, trưởng khoa ngoại 1 Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là bệnh lý lạ và hiếm gặp, một dạng bướu sợi tử cung gồm khoảng 100 quả dính vào tử cung và các cơ quan trong ổ bụng, là một bệnh lý tương đối lành tính. Theo bác sĩ Tiến, điểm đáng lo ngại nhất với các loại khối u kích thước lớn là nguy cơ chèn ép, xô lệch cơ quan nội tạng. Ca phẫu thuật bóc tách thực hiện trong sàn ngày 21 tháng 10 trong khoảng thời gian 4 tiếng, ước tính khối lượng của khối u lên tới 5 kg. Và cuối cùng của phần tin trong nước là thông tin liên quan đến việc giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất Vũng Tàu bị bắt. Như Khỏe Tự nhiên đã đề cập trong bản tin hôm qua về việc công an phong tỏa khám xét công ty xăng dầu lớn nhất Vũng Tàu. Ngay trong chiều ngày 21 tháng 10, bà Dần, 56 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Đồng Nai phê chuẩn lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự, với cáo buộc liên quan đến đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả. Công an Đồng Nai có động thái này khi mở rộng điều tra đường dây sản xuất xăng giả liên quan đến đại gia Phan Thanh Hữu, 64 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Hữu Tứ, 64 tuổi quê ở Vĩnh Long. Trước đó, tối ngày 6 tháng 2, hơn 500 trinh sát ập vào ụ nổi giữa sông Hậu thuộc tỉnh Vĩnh Long, bắt quả tang hàng chục người đang pha chế xăng giả. Sau 7 tháng, rất nhiều các công ty xăng dầu lớn ở Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Bình Phước bị khám xét, bắt giữ nhiều giám đốc. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 70 người liên quan. Mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Nga phát hiện thêm ca mắc biến chủng nguy hiểm hơn Delta. Hôm thứ Năm ngày 21 tháng 10, Nga đã ghi nhận một số ca nhiễm COVID-19 với một biến thể mới, được cho là thậm chí còn dễ lây lan hơn biến thể Delta. Nhà nghiên cứu cấp cao của Nga, ông Kamil Kafizov cho biết, có khả năng biến thể AI 4.2 này sẽ lan truyền rộng. Điều đó có thể khiến cho tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 mới, vốn đã ở mức cao kỷ lục ở Nga, còn tăng hơn nữa. Ông Kafizov nói, biến thể mới thậm chí có khả năng thay thế biến thể Delta, mặc dù quá trình này có thể diễn ra chậm.
Tổng thống Nga Putin trong tuần này đã thông qua đề xuất của chính phủ về việc đóng cửa công sở một tuần vào đầu tháng 11 để ngăn chặn đà lây lan của virus. Trong 24 giờ tính đến ngày 21 tháng 10, Nga đã ghi nhận 36.339 ca mới và 1.036 người tử vong. Đây là con số kỷ lục của nước này kể từ đầu đại dịch. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết vào tuần trước, AI 4.2 chiếm 6% tổng số mẫu bệnh phẩm được giải trình tự gen từ ngày 27 tháng 9. Hôm 19 tháng 10, Bộ Y tế Israel cũng xác nhận ca nhiễm biến chủng AI 4.2 nhập cảnh đầu tiên vào nước này. Thủ tướng Naftali Bennett đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các quan chức y tế vào tối hôm sau để thảo luận về biến chủng này. Ông Bennett nhấn mạnh cần theo dõi sát các diễn biến liên quan và liên lạc với các nước đã phát hiện biến chủng này. EU khởi động thỏa thuận đầu tư với Đài Loan, Trung Quốc tức giận. Hôm 21 tháng 10, các nhà lập pháp EU bỏ phiếu thông qua một nghị quyết khởi động thỏa thuận đầu tư với Đài Loan và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với hòn đảo. Nghị quyết không ràng buộc này đề nghị Ủy ban châu Âu khẩn trương bắt đầu đánh giá tác động, tham vấn cộng đồng và tính toán quy mô về một thỏa thuận đầu tư song phương với Đài Loan. Nghị quyết cũng yêu cầu đổi tên văn phòng thương mại của khối tại Đài Bắc thành văn phòng Liên minh châu Âu tại Đài Loan. Hồi năm 2015, EU đã đưa Đài Loan vào danh sách các đối tác đủ điều kiện để đi đến ký kết một thỏa thuận đầu tư, nhưng chưa tổ chức đàm phán với hòn đảo. Trong khi đó, EU cũng đã đạt được một thỏa thuận đầu tư tương tự với Bắc Kinh. Nhưng thỏa thuận này đã bị đóng băng trong bối cảnh quan hệ hai bên ngày càng xấu đi. Động thái mới của EU diễn ra trong bối cảnh Bruxelles đang vận động các nhà sản xuất chip quan trọng của Đài Loan đầu tư vào khối. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã hoan nghênh việc phê duyệt nghị quyết này và tin rằng nó sẽ đặt ra một mốc mới cho việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Đài Loan và EU trong tương lai. Trong khi đó, Bắc Kinh đã rất tức tối trước hành động thắt chặt quan hệ giữa EU và Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, nói với báo giới, Nghị viện EU cần dừng ngay những lời nói và hành động gây hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Cũng liên quan đến quan hệ với Trung Quốc, Reuters đưa tin hôm 21 tháng 10, hãng viễn thông Huawei và nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc là SMIC đã được cấp phép nhập khẩu hàng tỷ đô la từ Hoa Kỳ từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 4 năm nay. Cả hai hãng này đều nằm trong danh sách đen thương mại của Hoa Kỳ. Theo đó, 113 giấy phép xuất khẩu trị giá 61 tỷ đô la Mỹ đã được cấp cho Huawei và 188 giấy phép khác trị giá gần 42 tỷ đô la đã được cấp cho SMIC. Reuters đã nhận được dữ liệu này từ các nhà lập pháp Cộng hòa sau khi có được sự chấp thuận của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Dân biểu cấp cao của Đảng Cộng hòa, ông Michael McCaul nói, việc tăng cường tính minh bạch và giám sát công khai, việc Hoa Kỳ chuyển giao công nghệ cho kẻ thù của mình như thế nào là vì lợi ích của chính đất nước chúng ta. Huawei đã bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ vào tháng 5 năm 2019, còn SMIC được thêm vào danh sách hồi tháng 12 năm 2020. Và tiếp theo là thông tin, ứng dụng đọc tin Yahoo News biến mất khỏi Trung Quốc. Theo trang tin Anh, ứng dụng tổng hợp tin tức Yahoo News đã biến mất khỏi Apple Store của Trung Quốc. Ứng dụng Yahoo đăng lại tin tức từ các tổ chức truyền thông nước ngoài, bao gồm các trang web bị chặn ở Trung Quốc, chẳng hạn như Bloomberg, Reuters, cũng như dữ liệu thị trường chứng khoán. Nó cho phép người dùng vượt qua hệ thống kiểm duyệt tin tức mà Bắc Kinh áp đặt. Ông Benjamin Ismail, giám đốc tổ chức theo dõi việc kiểm duyệt ứng dụng Apple cho biết, gần đây Apple đã gỡ bỏ nhiều ứng dụng theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc. Ông Ismail nói rõ, tuy nhiên, việc tuân thủ mệnh lệnh của chính phủ khác với việc tuân thủ luật pháp, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi chính quyền thường sử dụng các biện pháp ngoài pháp luật để bịt miệng báo chí, blogger, nhà hoạt động hoặc bất kỳ tiếng nói nào bất đồng. Trước đó, ứng dụng Kinh Koran của Hồi giáo cũng bị gỡ bỏ khỏi Apple Store ở nước này. Hàn Quốc hướng tới kỷ nguyên vũ trụ, bất chấp sự cố trong vụ thử tên lửa đầu tiên. Hôm 21 tháng 10, Hàn Quốc đã phóng tên lửa vũ trụ nội địa đầu tiên, nhưng không thể hoàn toàn đưa một vệ tinh giả lên quỹ đạo. Tên lửa này được thiết kế để đưa khối lượng hàng 1,5 tấn lên quỹ đạo, cách trái đất từ 600 đến 800 km. Đây là một phần trong chương trình không gian rộng lớn hơn, nhắm đến cả việc phát triển tàu thăm dò mặt trăng. Tổng thống của nước này, ông Moon Jae-in, đã theo dõi việc phóng tên lửa và mặc dù sứ mệnh chưa hoàn thành, ông khẳng định, không lâu nữa, chúng ta sẽ có thể phóng nó chính xác vào quỹ đạo mục tiêu, kỷ nguyên vũ trụ Hàn Quốc đang đến gần.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ông Lim Hee-suk cũng nhìn nhận tầm quan trọng của hoạt động không gian này vì nó khẳng định tất cả các bước chính trong quy trình phóng đều đã được thực hiện và chúng tôi đã làm chủ công nghệ cốt lõi. Cuộc phóng thử tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2022. Và những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, tin tưởng và chọn nghe tin tức từ Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa thư giãn và bình an. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.